Chào mừng anh em đã quay trở lại với Doctor AZ và lại là Ninh nhé. Đưa tin về CS 2024 với anh em và hôm nay mình sẽ nói về giải sản phẩm của nhà Lenovo. Từ Ultrabook cho đến gaming luôn đều có rất nhiều những cái điểm mà chúng ta để nói đến, nhưng đặc biệt là laptop gaming. Vậy thì không chần chờ gì thêm nữa, thông tin chi tiết sẽ có ngay sau intro. Và như thường lệ thì tất cả những cái mẫu của nhà Lenovo năm 2023 mình sẽ vẫn để link sản phẩm ở dưới phần mô tả để anh em có thể tham khảo qua và lựa chọn nếu mà không hứng thú lắm với những cái mẫu của năm 2024 mình sắp kể sau đây. Ok, đầu tiên về Lineup Ultrabook đi thì những cái mẫu này nó chưa có quá nhiều đột phá ngoài những cái điểm chung liên quan đến cấu hình của Core Ultra, thì mình sẽ lướt nhanh để có thể tới những cái Lineup gaming và đặc biệt hơn là những cái mẫu máy này sẽ có những cái đặc biệt rất là tốt luôn. Còn với sản phẩm đầu tiên của Lineup Ultrabook, với ThinkPad X1 Carbon Gen 12 năm nay sẽ sở hữu một cái thứ gọi là Haptic Touchpad. Nó sẽ tương tự như cái touchpad mà anh em ta hay nghe nói đến ở trên những cái mẫu MacBook. Với mình, cái cảm giác sử dụng mình đã sử dụng ở trên MacBook M2 rồi, nó sẽ rất là đầm, nó sẽ rất là chắc chắn và gần như sẽ không tạo ra những cái điểm mà lõm hay là cái sự trông chênh khi chúng ta sử dụng trên cái Haptic Touchpad này. Còn về cấu hình của ThinkPad X1 Carbon Gen 12, chúng ta sẽ có Core Ultra mới nhất, các tích hợp ARC Graphics cùng với option lên tới 64GB LPDDR5 là cái RAM hàn chiết anh em ạ. Còn về cái những cái công nghệ khác thì sẽ nâng cấp về webcam, nâng cấp về màn hình với một độ sáng cao hơn và tần số quét tốt hơn. Ok, sang đến mẫu máy tiếp theo chúng ta sẽ có ThinkPad X1 2-in-1 và Gen 9. Và anh em chú ý, tất cả những cái mẫu của Lenovo năm nay sẽ là Gen 9. Cấu hình thì sẽ tương tự với cả X1 Carbon ở trên, nhưng mà năm nay thì cái bút cảm ứng này và cái độ trễ màn hình khi tương tác với nó cũng đã được cải thiện hơn so với cả năm ngoái, cùng với đó là cái vị trí đặt bút cùng với nam châm để anh em có thể gắn vào cái phía bên cạnh này cũng đã được bố trí hợp lý hơn rồi. Mẫu sản phẩm tiếp theo mà mình muốn nói đến đây là cái mẫu máy sẽ định hình lại cái định nghĩa laptop 2-in-1 luôn, đó chính là ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid. Cái này là một cái mẫu máy anh em có thể tách được phần màn hình ra và một cái bộ bàn phím riêng, thì anh em sẽ có hai phần, đó chính là phần tablet bao gồm 14 inch 2.8K OLED màn hình cảm ứng với 100% DCI-P B3, kèm theo đó chính là chip xử lý Snapdragon 8 Plus Gen 1 với 12GB có sẵn này, 256GB ổ cứng lưu trữ và viên pin lên tới là 75Wh. Theo mình biết về nguồn thông tin thì Snapdragon Plus Gen 1 hơi nóng một chút thôi, nhưng mà anh em sẽ có một cái hiệu năng rất là tuyệt vời cùng với thời lượng pin cao. Sang phần thân máy chúng ta sẽ bao gồm bàn phím, touchpad và cái phần đế nghỉ tay, thì sẽ có Intel Core Ultra 7 cùng với các đồ họa ARC tích hợp và 32GB cùng với 1TB SSD Gen 4 và viên pin cũng là 75Wh. Cái điểm hay ở đây đó chính là cái phần này anh em có một cái dây kết nối và có kết nối ra tất cả những cái mẫu sản phẩm từ laptop 2-in-1 cho đến màn hình của Lenovo luôn, hoặc là những cái màn hình khác, và có một cái hiệu năng của Core Ultra 7 rất là tuyệt vời. Sang đến cái giải sản phẩm tiếp theo đó chính là dòng ThinkBook của Lenovo, anh em chúng ta sẽ có ThinkBook 14i Gen 6 Plus. Cái điểm đặc biệt của mẫu này thì chúng ta cũng đã biết rồi, sẽ có một TOPS GPU rời kèm theo như kiểu là mẫu Asus ZFlow X13 của Asus năm ngoái, chưa kể là còn có cải thiện thêm về thời lượng pin này và cái option màn hình, cùng với đó là bộ cấu hình Intel Core Ultra, và mình đang để trên màn hình cho anh em có thể theo dõi lên tới gần 4 option màn hình cơ đấy. Sang đến mẫu ThinkBook tiếp theo đó chính là ThinkBook 13X Gen 4, cải thiện về màn hình, trọng lượng kèm theo đó là chất lượng hoàn thiện, và cũng gần như là không có điểm nhấn gì quá nhiều so với ThinkBook 13X của năm 2023. Sang đến giải sản phẩm Ultrabook hiệu năng cao Lenovo Yoga 9i, năm nay Gen 9 với cái cấu hình 2-in-1 sẽ có là Core Ultra 7 155H với cả kết hợp Intel Evo để tăng trải nghiệm thời lượng pin hơn, cùng với đó là bao gồm bộ phận màn hình lên tới là 10 điểm chạm để anh em có thể thoải mái sử dụng như một chiếc tablet bình thường. Sang đến Lenovo Yoga cũng 9i nhưng mà là Pro 16 Gen 9, chúng ta sẽ có chung các cái điểm nhấn của cái phiên bản 2-in-1 về cấu hình, nhưng Core Ultra năm nay sẽ mạnh hơn và cái thời lượng pin lên tới là 84Wh. Và đó là toàn bộ những cái gì mình muốn chia sẻ về lineup Ultrabook của nhà Lenovo. Sang đến lineup gaming thì sao, và cái điểm nhấn anh em sẽ rất là bất ngờ luôn. Và cái giải sản phẩm đầu tiên mình muốn chia sẻ đó chính là Legion Chiến Y. Và cuối năm 2023 thì chúng ta đã có mẫu sản phẩm này rồi, với công nghệ tản nhiệt nước này, với bộ xử lý AI mới của năm 2023 luôn. Nhưng sang 2024 chúng ta sẽ có một cái mẫu sản phẩm Legion 9i hoàn toàn mới,
với một cái khả năng tăng cường tối ưu hiệu năng CPU và GPU với con chip đó chính là Lenovo LA3P AI. Cái này sẽ kết hợp với cả một công nghệ nữa đó chính là Smart FPS, tối ưu với từng tựa game mà anh em chơi luôn. Nên mình điện thoại một kiểu, Cyberpunk 2077 một kiểu luôn. Tiếp theo đến thì tất cả những cái tính năng liên quan đến AI đi kèm, nó sẽ bao gồm cả LED RGB như là Lighting Audio Sync hay là Legend Aura Sync, thì nó đều sẽ tương tác giữa LED của mình với cả màn hình cùng với bộ âm thanh mà anh em sử dụng. Cái nhạc sẽ có một bộ LED riêng này, khi anh em xem phim các thứ cũng sẽ có một bộ LED riêng luôn. Về những cái thông tin về cấu hình thì chúng ta sẽ có những option như sau. Cao nhất thì sẽ là i9-14900HX với con chip Lenovo LA3P và RTX 4090, có thể đạt tới mức điện năng là 230W ở chế độ Extreme Mode. Tiếp theo đến là 64GB DDR5 5600 và 2TB SSD Gen 4 cùng với thỏi pin đó chính là 99,99Wh. Màn hình thì chúng ta sẽ có 16 inch 3.2K tỷ lệ 16:10 165Hz, cùng với đó là màn mini LED full size và mặt lưng sẽ vẫn sẽ có chất liệu carbon cho anh em. Nhưng ở năm 2024 mỗi máy sẽ có một cái thiết kế camo khác nhau, anh em không sợ động hàng Legend 9 nào luôn. Sang đến giải sản phẩm tiếp theo thì mình muốn đẩy sâu hơn giống một chút nữa, chúng ta sẽ đến với Legend 7 và Legend 5. Năm nay đặc biệt được ưu ái bởi vì cho ra mắt cái hệ thống tản nhiệt mới mang tên đó chính là Coolfront Hyper. Thì cái giải thích về công nghệ này sẽ tối ưu lại cái khả năng điều chỉnh airflow. Cơ bản thì vẫn sẽ lấy gió mát từ mặt đáy thông qua hai quạt, nhưng cái phần mặt đáy sẽ được nâng lên cao hơn này. Tiếp theo đến là nhằm mục đích cải thiện không gian tản nhiệt thì sẽ có một khoảng không gian được nén lại, đẩy hết tất cả những cái khu vực khí nóng vào một khu và đưa ra phía sau của mẫu máy, như kiểu là cái tản nhiệt, khe tản nhiệt đằng sau này, bởi vì nó to, nó rộng cho nên là cái hiệu quả sẽ tốt hơn. Cụ thể hơn về Legend 5i và Legend 7i thì chúng ta sẽ cùng có bộ xử lý Lenovo LA tương ứng như là Legend 9. Tiếp theo đến là bỏ bớt một số những cái tương thích LED giữa màn hình với cả bàn phím đi. Và mình nghĩ rằng cái phần bỏ LED này nó sẽ không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm, bởi vì dòng Legend cũng đã sẽ có những cái yếu tố khác để bù vào rồi. Và đầu tiên thì cả hai mẫu này sẽ được trang bị LED RGB per key tương tự Legend 9 này. Tiếp theo đến thì Legend 7i sẽ thêm một cái nút nữa, đó chính là tích hợp cái AI Copilot của Windows. Về các option cấu hình thì cao nhất sẽ bao gồm cả hai chiếc máy luôn, sẽ có i9-14900HX và RTX 4070. Năm nay thì Legend 7 sẽ không có option cao hơn như là 4080 hay 4090 nữa, được trang bị AI Mach-Q này. Với cái công nghệ tản nhiệt mới này, Coolfront Hyper thì Legend 7i sẽ hứa hẹn lên tới là 175W với RTX 4070, còn Legend 5i sẽ là 190W. Và cái lý do thì anh em cũng biết rồi, Legend 7i luôn luôn là một cái mẫu có một lối thiết kế mỏng nhẹ hơn so với cả Legend 5i. Về những cái liên quan đến thông số màn hình thì cả Legend 5i và Legend 7i đều có màn hình full size display với tính năng là per unit color calibrate. Cái này nó gọi là cân điểm màu từng bóng LED, thì cái này nó sẽ giúp về cái trải nghiệm đồ họa nó sẽ tuyệt vời hơn với một màn hình 16 inch tỷ lệ 16:10, 165Hz IPS cùng với 100% DCI-V3 ở cái option cao nhất và 450 nit độ sáng luôn. Còn về Legend 5 thì đặc quyền sẽ có màn hình mang cái tên đó chính là eSports display, dành riêng cho những anh em nào mà hay chơi những tựa game eSports hay là những cái tựa game mà có tốc độ cao như kiểu là CS2 này hay là Apex Legends hay là Overwatch 2, thì kèm theo cái độ trễ cực kỳ thấp với cả tối ưu ở trên những cái bóng LED ở trên màn hình LCD. Sang đến giải sản phẩm mới nổi của năm 2023 với một chất lượng hoàn thiện cũng như hiệu năng rất là cao, đó chính là Legend Stream 5. Năm nay thì sẽ không là Legend Stream 5i nữa, bởi vì tất cả những cái option hay là những cái tính năng thì đều tương tự như Legend rồi, nhưng chỉ riêng CPU sẽ là chạy AMD 8040 series tích hợp AI kèm theo RTX 4000 cũng có cái tính năng AI cho anh em luôn. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về Legend Stream 5. Sang đến giải sản phẩm cao cấp, đó chính là Legend Pro 5. Và đầu tiên mình muốn nói đến Legend Pro 5i. Option sẽ lên tới là i9-14900HX, 32GB và 2TB PCIe Gen 4. Tiếp theo đến là màn hình, chúng ta sẽ có 16 inch full size WQHDR với tỷ lệ là 16:10 IPS. Max option sẽ là 240Hz cùng với 500 nit độ sáng và có thể up thêm một cái màn hình option nữa lên tới là 100% DCI-P3. Bàn phím thì sẽ là bàn phím quen thuộc LED 4 vùng Spectrum RGB. Legend Pro 5i cũng sẽ chạy công nghệ tản nhiệt Coolfront Thermal mới tương tự như là Legend 5 với các đồ họa là RTX 4070, chạy mắc điện lên tới là 215W với Extreme Mode, và tất nhiên rồi sẽ có một bộ chip AI lên tới là LA1.
Vậy thì sang đến Legion 7i thì sao? Chúng ta sẽ có một bộ tản nhiệt Coolfront Vapor Chamber, tản nhiệt buồng hơi luôn nhá, với mọi cái option cấu hình mà mình đã kể trên, tương tự với cả Legion 5i này. Điều này cho phép RTX 4090 của cái mẫu máy này lên tới là 250W với chế độ là Extreme Mode. Tiếp theo đến là hứa hẹn cho ra một cái mức hiệu năng cao hơn với Lenovo AI. Hình như cái phiên bản này sẽ là Lenovo LA2 liên quan đến AI Engine Plus. Bạn có thể tìm ở trong Lenovo Vantage nhé. Và mục đích tất nhiên rồi, tối ưu hóa FPS ở trên mọi cái tác vụ, và từng cái tác vụ đấy sẽ có một cái khả năng tối ưu riêng. Điểm nhấn hơn về Legion Pro 7i đó chính là bàn phím với 4 keycap có thể thay thế, ví dụ như là WASD này, và kèm theo LED RGB per key luôn. Cùng với đó là tích hợp cái phím Windows Copilot. Vậy thì Legion 7 hay là Legion Pro 7 sẽ luôn luôn có một cái option đó chính là Copilot cho anh em. Và cuối cùng là giải sản phẩm mình nghĩ rằng được đánh giá là tốt nhất của năm 2023, và bây giờ sang 2024 cũng sẽ được cải thiện rất là nhiều, Lenovo LQ. Lineup hủy diệt này sẽ bao gồm cả Intel Gen 14HX và AMD 8000 cho anh em luôn. Và cùng với đó, option cao nhất hiện tại mình thấy rằng vẫn sẽ là RTX 4060 của LQ này. Mình mong rằng sẽ được tận hưởng RTX 4070 với những cái yếu tố như sau. Điểm nhấn đầu tiên là về màn hình 15.6 inch QHD 165Hz có tích hợp G-Sync này. Mọi cái option sẽ là 100% sRGB cho anh em. Và bao đợt thêm là sẽ có phiên bản LQ 16 tích hợp màn hình 16 inch tỷ lệ 16:10. Thay đổi đôi chút về ngoại hình, phía sau của nó sẽ trông như kiểu một mẫu Helios 16 vậy. Về cấu hình thì chúng ta sẽ có Intel Gen 14 đương nhiên rồi, AMD 8000 nữa, và sẽ có một số những cái điểm đặc biệt. Đó chính là tối đa anh em có thể cầm về 1TB SSD PCIe Gen 4, pin 60Wh này, hỗ trợ USB Type-C, Power Delivery lên tới là 140W, Intel Wi-Fi 6 và sở hữu bộ chip AI LA1 tương tự như là những cái mẫu Legion luôn, rất là cao cấp đúng không ạ? Về option của Intel chúng ta sẽ có rất nhiều mã, như là cái mã đầu tiên mình muốn kể đó chính là 15IRX9 với option là i7-14700HX và 115W RTX 4060, hỗ trợ lên tới là 16GB DDR5-5600. Còn sang cái mã mang tên là LQ15IAX9i nhá, thì sẽ là một cái bộ combo liên quan đến các đồ họa cũng như CPU của Intel với i5-12450HX và ARC530M. Còn cũng cái mã này nhưng mà là 15IAX9 không có chữ i ở đằng sau, sẽ sử dụng các đồ họa đó chính là RTX 4050 115W và cùng với CPU là i5-12450HX. Và cả hai cái phiên bản này thì sẽ đều sử dụng cái option 16GB DDR5 nhưng mà với xung nhịp là 4800, không được như 5600 như cái phiên bản sử dụng i7-14700HX. Còn về option AMD của LQ, chúng ta sẽ có cái mã là 15AHP9 với Ryzen 7 8845HS, là một cái phiên bản gần như là max option về kiến trúc cũng như là cái công nghệ của nhà AMD 8000 luôn. Và các đồ họa sẽ là RTX 4060 115W cùng với 16GB DDR5 với xung nhịp là 5600. Ok, và tất cả những cái mẫu LQ này đều sử dụng công nghệ tản nhiệt đó chính là Coolfront luôn. Năm nay thì họ sẽ đẩy hết tất cả những cái yếu tố liên quan đến tản nhiệt, trải dài từ cái lineup sản phẩm phổ thông cho đến cao cấp hay là cận cao cấp và thậm chí là cả flagship. Còn Airflow thì có cái hình ảnh minh họa mình đã để cái phiên bản LQ rồi trong hình nhá anh em hãy theo dõi trên màn hình. Và chắc chắn với những cái công nghệ tích hợp như này thì từ LQ, Legion, Legion Pro hay thậm chí là cả Legion 9i đi chăng nữa cũng sẽ rất là cháy hàng. Bởi vì sao? Lenovo đã chiều người dùng hết nấc rồi. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về lineup sản phẩm của Lenovo năm 2024 mà đã biết thông qua sự kiện CES. Nếu anh em thấy hay, hãy để lại một like, một share nhưng mà subscribe kênh Laptop AZ. Và nếu anh em thấy có những cái điểm gì về thông tin mà thiếu, hãy đừng ngần ngại bổ sung thêm cho mình ở dưới phần bình luận. Và mình là Ninh nhé, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau tại Laptop AZ. Bye bye.